Ngày 19 tháng 12, trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U23 Việt Nam đã cùng nhau về quận Sancheong, tỉnh Gyeongsangnam, quê nhà của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau một thời gian dài làm việc xa xứ, người thầy đã rất xúc động khi được trở về nhà và gặp lại những người thân yêu. Rời Hàn Quốc và làm việc tại một quốc gia xa xôi, có lẽ hơn ai hết, huấn luyện viên Park rất ngóng chờ ngày trở về quê hương để gặp lại người thân, bạn bè. Thật may mắn, trong đợt tập huấn của U23 Việt Nam tại Hàn Quốc, ông đã có cơ hội cùng cả đội trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Và xúc động nhất có lẽ là hình ảnh mẹ của nhà cầm quân ngồi xe lăn ra đón con trai. Gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách, cả hai không giấu nổi sự xúc động và những giọt nước mắt trong khoảnh khắc đoàn tụ. Mẹ của huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam năm nay đã 97 tuổi, hiện đang được chăm sóc tại một trung tâm dưỡng lão tại quê nhà. Gặp lại con trai, bà không khỏi vui mừng và tự hào vì những thành tích mà con bà đã đạt được. Chứng kiến hình ảnh ấy, các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó có các cầu thủ đứng lặng người. Cả đội đi từ vui mừng khi được gặp mẹ ruột của huấn luyện viên trưởng rồi trải qua nhiều tâm trạng khi thấy hình ảnh xúc động của tình mẫu tử. Trong chuyến thăm lần này, huấn luyện viên Park không khỏi ngỡ ngàng khi thấy quê nhà chật kín phóng viên, người hâm mộ và cả khách du lịch. Trả lời với truyền thông, ông vui mừng nhưng cũng lo lắng chia sẻ. Nếu quê nhà tôi trở thành một điểm đến du lịch thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phát triển kinh tế địa phương. Nhưng mặt khác cũng có những tổn hại. Mẹ tôi lớn tuổi rồi, anh trai tôi cũng không được khỏe, nên tôi không muốn gia đình mình được chú ý nhiều quá. Ngày 21 tháng 12, U23 Việt Nam sẽ còn một trận giao hữu nữa trước khi về thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 12. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, đội di chuyển sang Bangkok, Thái Lan và chuẩn bị đá giao hữu với U23 Bahrain vào ngày 3 tháng 1. Sau đó, đội di chuyển về Buriram thi đấu hai trận đầu tiên của vòng bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020. Chắc chắn với những thành tựu mà huấn luyện viên Park Hang-seo mang tới, không chỉ người dân Việt Nam mà người dân Hàn Quốc sẽ hết mình ủng hộ cho ông và các học trò. Chúc cho thầy Park thật nhiều sức khỏe để vững bước dẫn dắt bóng đá Việt Nam hướng tới những đỉnh cao mới. Hãy cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và đón theo dõi chúng mình với những tin tức thể thao sắp tới nhé!